Vào lúc 2 giờ rạng sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón Real Sociedad trong trận đấu mở màn vòng bảng Europa League mùa giải 2022-23. Nhiều khả năng đây sẽ là lần đầu tiên sau 4 trận đấu ngồi trên ghế dự bị, siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ trở lại đội hình xuất phát. Liệu rằng, với lần đầu trải nghiệm đấu trường Europa League, CR7 có thể tìm lại cảm giác ghi bàn của mình trước đối thủ khá quen thuộc khi từng chạm trán rất nhiều lần tại La Liga? Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu, ngay bây giờ xin mời các bạn cùng Random Football nhận định trước trận đấu Man United gặp Real Sociedad. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi ôn lại một chút kỷ niệm. Ronaldo lần đầu tiên xuất hiện tại Champions League ở mùa giải 2002-2003, cách đây đã tròn 20 năm. Khi đó, Sporting Lisbon đưa chàng trai trẻ 17 tuổi vào sân trong trận đấu ở vòng sơ loại thứ 3 gặp Inter Milan. Phải đến tháng 10 năm 2003, Ronaldo mới có màn ra mắt ở vòng bảng Cúp C1. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong màu áo Man United. Sau 2 thập kỷ, CR7 trở thành một tượng đài của giải đấu này. Tuy nhiên, kết quả bết bác mùa giải vừa qua của Man United khiến họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, qua đó mất tấm vé dự giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của Champions League với tổng cộng 140 pha lập công. Kể từ khi Opta bắt đầu thống kê dữ liệu của giải đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng dẫn đầu về số pha kiến tạo với 40 lần. Không có cầu thủ nào ra sân ở Champions League nhiều hơn Ronaldo với 183 trận. Và cũng không ai thắng nhiều trận hơn CR7, 115 trận. Do vậy, việc giải đấu này không có sự góp mặt của Ronaldo đã tạo ra cảm giác trống vắng cho rất nhiều cổ động viên. Nhưng bây giờ, người hâm mộ những đội bóng nhỏ lại có dịp được chứng kiến huyền thoại bóng đá thế giới bằng xương bằng thịt. Mùa hè vừa qua đã có rất nhiều tin đồn nổ ra cho rằng số 7 của Man United đang tìm kiếm một bến đỗ mới để có suất dự Champions League. Nhưng rồi thông tin chưa bao giờ được xác thực này đã ảnh hưởng rất nhiều tới cá nhân của Ronaldo lẫn cả tập thể Quỷ Đỏ. Cuối cùng, đã không có một thương vụ nào xảy ra và anh sẽ cùng với đội chủ sân Old Trafford chinh chiến tại Europa League. Đây sẽ là lần đầu tiên siêu sao từng đoạt 5 quả bóng vàng trải nghiệm tại sân chơi số 2 của châu Âu. Với một cầu thủ năm nay đã 37 tuổi và phần nào đó phong độ của anh đã bị tuổi tác bắt kịp, Europa League được xem là đấu trường phù hợp để CR7 tìm lại bản năng ghi bàn. Và biết đâu, bộ sưu tập danh hiệu của anh sẽ lại dày thêm với một chiếc cúp mới. Đó sẽ là lời khẳng định cho tham vọng của Ronaldo, cũng như giúp anh có một sự nghiệp trọn vẹn hơn. Man United đang có phong độ rất cao thời gian qua với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Đà hồi sinh của họ được tiếp nối bằng thắng lợi thuyết phục 3-1 trước đại kình địch Arsenal. Điều mà người hâm mộ quan tâm lúc này chính là Quỷ Đỏ bước vào Europa League với tâm thế như thế nào. Chắc chắn mục tiêu chính của mùa giải này vẫn là giành lại tấm vé dự Champions League bằng vị trí trong top 4. Tuy vậy, một danh hiệu lớn như Cúp C2 hoàn toàn có thể giải nhiệt cho chính Erik Ten Hag cũng như Man United. Sau nhiều năm qua, họ chưa được hưởng cảm giác nâng cao chiếc cúp vô địch, đồng thời khẳng định cho sự trở lại của một thế lực hàng đầu tại châu Âu. Quỷ Đỏ nằm ở bảng H với các đối thủ Real Sociedad, FC Sheriff và Omonia Nicosia. Ngoài gương mặt tương đối xa lạ tại đảo Sip, thì hai đội bóng còn lại hứa hẹn sẽ mang đến khó khăn cho Quỷ Đỏ. Sociedad nhiều năm qua đã là khách quen tại sân chơi này, trong khi Sheriff đã từng đánh bại nhà vô địch Champions League Real Madrid ở mùa giải năm ngoái. Erik Ten Hag liệu sẽ có những toan tính gì trong trận đấu này? Nhiều khả năng, Ronaldo, Harry Maguire, Victor Lindelof và Luke Shaw dự kiến sẽ xuất phát ngay từ đầu. Đây là động thái 10 khó muốn các trụ cột như Lisandro Martinez, Rafael Varane và Tyrell Malacia nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Premier League trước Crystal Palace vào Chủ nhật. Ngoài ra, Casemiro được tiết lộ sẽ có lần đầu tiên đá chính cho Man United. Fred, Anthony Elanga cũng có cơ hội ra sân từ đầu. Đây có thể sẽ là màn ra mắt của tân binh Martin Dubravka ở sân chơi Europa League, bởi đây là cơ hội để thủ thành người Slovakia thể hiện mình, đặc biệt là khoản chơi chân. Anthony Martial và Van de Beek tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Những nhân tố trẻ từng thi đấu ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải như Garnacho, Zidane Iqbal và Charlie Savage cũng sẽ có cơ hội chứng tỏ mình, dù chỉ là vào sân từ băng ghế dự bị. Về phía đội bóng đến từ Tây Ban Nha, họ hiện đang xếp thứ 9 tại bảng xếp hạng La Liga với thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.
Đây là kết quả chấp nhận được với đại diện xứ Basque khi trận thua duy nhất của họ là trước Barcelona đang có phong độ rất cao. Mùa hè vừa qua, Real Sociedad đã mất đi tiền đạo chủ lực Alexander Isak. Chân sút người Thụy Điển quyết định đầu quân sang Newcastle United với bản hợp đồng kỷ lục 70 triệu euro. Anh đã trải qua 3 mùa giải khoác áo đội chủ sân Real Arena tại La Liga, đóng góp tổng cộng 44 bàn thắng sau 132 lần ra sân. Đoàn quân của huấn luyện viên Imanol Aguachin hiện đang sống nhờ vào hơi thở của nhạc trưởng David Silva. Lão tướng người Tây Ban Nha đang hồi xuân với phong độ vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, tân binh Umar Sadiq cũng vừa có màn ra mắt ấn tượng khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Atletico Madrid. Trong chuyến hành quân đến Old Trafford, Real Sociedad sẽ không có sự phục vụ của Mikel Oyarzabal, ngôi sao xứ sở đấu bò đã dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước, hay còn gọi tắt là ACL từ tháng 3 và đang chạy đua với thời gian để có được một suất dự World Cup cuối năm nay. Ngoài ra, khả năng ra sân của trung vệ người Pháp Robin Lenormand vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương bàn chân mà anh gặp phải. Còn lại, ông Imanol Aguachin sẽ có đầy đủ những cái tên tốt nhất cho trận đấu ra quân tại Europa League. Man United thường có thành tích đối đầu không tốt với các câu lạc bộ đến từ Tây Ban Nha. Gần đây nhất, ngay tại Europa League, họ đã không thể giành ngôi vô địch khi thất bại trước Sevilla và Villarreal. Tuy vậy, Real Sociedad lại là đối thủ ưa thích của Quỷ Đỏ. Trong 4 lần gặp nhau, đại diện của xứ sở sương mù chưa thua bất cứ trận nào. Họ có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Hai câu lạc bộ này từng gặp nhau lần đầu tiên ở vòng bảng Champions League 2013-14. Khi đó, Man United dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên David Moyes có kết quả tốt trước Sociedad với 1 thắng và 1 hòa. Thậm chí mối lương duyên của hai câu lạc bộ còn tiếp tục sau đó khi David Moyes tới xứ Basque dẫn dắt Sociedad trước khi Adnan Januzaj chuyển sang đây thi đấu. Và tại vòng 1/16 Europa League mùa giải 2020-21, Quỷ Đỏ đã có chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi ngay tại Tây Ban Nha trước khi hòa 0-0 khi trở về Old Trafford. Hãy cùng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của hai đội trước trận đấu vào rạng sáng thứ 6 này. Về phía Manchester United, sơ đồ 4-2-3-1 sẽ tiếp tục được sử dụng. Trong khung gỗ, chúng tôi dự đoán thủ thành Martin Dubravka sẽ có trận ra mắt màu áo mới. Bộ tứ hậu vệ sẽ là sự xoay tua của Erik ten Hag khi 4 cái tên kỳ cựu sẽ được sử dụng bao gồm đội trưởng Harry Maguire đá cặp trung vệ cùng với Victor Lindelof, trong khi Luke Shaw và Wan-Bissaka đảm nhiệm hai cánh. Vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là trận đá chính đầu tiên của tân binh Casemiro, đá cặp cùng với anh có thể là cầu thủ đồng hương Fred. Bộ đôi đã thi đấu ấn tượng trong màu áo Brazil. Hàng tấn công của Man United sẽ bao gồm Bruno tiếp tục chơi ở vị trí số 10, hỗ trợ cho bộ ba Elanga, Ronaldo và tân binh Anthony. Với việc Van der Beek chấn thương thì nhiều khả năng Erik ten Hag sẽ tiếp tục sử dụng số 8 cho vị trí hỗ trợ hàng tấn công. Cuối tuần này, Quỷ Đỏ sẽ chạm trán Crystal Palace tại Premier League. Việc xoay tua đội hình trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc là cần thiết, nhằm đảm bảo thể lực và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị cũng như tài năng trẻ. Về phía Real Sociedad, sơ đồ mà Imanol Aguachin sử dụng sẽ là 4-1-2-1-2. Trong khung gỗ vẫn sẽ là thủ thành người Tây Ban Nha Alex Ramiro. Bốn hậu vệ án ngữ trước khung thành bao gồm Igor Zubendia và Aritz Elustondo đã gặp trung vệ, trong khi Andoni Gorosaben chấn giữ hành lang phải và Ahen Munoz ở phía đối diện. Tiền vệ đánh chặn sẽ là Martin Zubimendi. Bộ ba tiền vệ phía trên sẽ bao gồm Brais Mendes, Mikel Merino, trong khi David Silva là người chơi cao nhất. Trên hàng tấn công, bộ đôi tiền đạo của đội khách là Alexander Soloth cùng với tân binh Umar Sadiq. Erik ten Hag đã có những phát biểu trong buổi họp báo trước trận mở màn Europa League. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu và mọi giải đấu, vì vậy chúng tôi phải xem xét mọi thứ với một tâm thế nghiêm túc. Chúng tôi không chỉ là mang danh là một đội bóng mà còn là một tập thể. Nhưng chúng tôi phải thắng trong mọi trận đấu. Đó là tinh thần mà Manchester United cần. Bạn cần nhiều hơn 11 cầu thủ để thành công. Chúng tôi đang có một băng ghế dự bị chất lượng. Họ sẽ có cơ hội góp mặt trong đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, hậu vệ phải Andoni Gorosabel cũng có những chia sẻ trước trận đấu với Man United. Cái tên nói lên tất cả và những gì họ có thể chi tiêu ngoài đội bóng mà họ đã có, bao gồm cả Cristiano Ronaldo, là một cấp độ khác. Họ ở một đẳng cấp khác so với chúng tôi, trên thực tế là như vậy. Nhưng sau đó bạn phải ra sân và thi đấu, và trên sân mọi thứ đều diễn ra bình thường. Nhưng xét về tên tuổi, cầu thủ và ngân sách thì họ hơn chúng tôi một bậc. Chúng tôi sẽ cạnh tranh và xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không sợ bất cứ điều gì.
Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!